Xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Long An dấu ấn thời gian. Và trong chương trình kỳ này thì mời quý vị hãy cùng đến với di tích căn cứ xứ ủy, Ủy ban Hành chính Kháng chiến Nam Bộ. Nơi đây đã diễn ra những sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng miền Nam trong thời kỳ chống thực dân Pháp. Và ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đồng hành với chúng tôi nhé. Căn cứ xứ ủy và Ủy ban Hành chính Kháng chiến Nam Bộ tọa lạc tại xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Đây là một trong ba căn cứ địa quan trọng nhất của cách mạng miền Nam trong 9 năm kháng chiến chống Pháp. Nơi đây ghi dấu quá trình hoạt động cách mạng của các đồng chí lãnh đạo của Đảng, những nhà chính trị và những nhà quân sự nổi tiếng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Di tích rộng khoảng 3 hecta, trong đó tiêu biểu là nhà trưng bày quá trình hoạt động phong trào kháng chiến chống Pháp tại Nam Bộ và 6 ngôi nhà phục dựng. Chị Diễm thân mến, chị có thể cho em biết được là cái căn cứ xứ ủy của mình thì ngày xưa có địa hình như thế nào không chị? Căn cứ xứ ủy và Ủy ban Hành chính Kháng chiến Nam Bộ thì đầu năm 1946 thì một số cán bộ khu 8 với lại là tỉnh Tân An đã khảo sát và lựa chọn Bắc Giang Mộc Hóa để làm căn cứ. Nhưng mà sau đó thì là quyết định lựa chọn khu vực Nhơn Hòa Lập, nhất là dọc theo bờ kinh Dương Văn Dương để làm trung tâm cho căn cứ địa Đồng Tháp 10. Thì ở đây mình sẽ quan sát thấy rất là rõ nét về một cái dòng kinh đi xuyên qua cả huyện mang tên là dòng kinh Dương Văn Dương, và dọc theo hai bờ kinh này sẽ có những cái rặng cây rất là tùm. Khi mà mình đứng ở bên này xong và nhìn bên kia thì sẽ không thấy những ngôi nhà này. Khu di tích ghi dấu những chiến công anh liệt của quân và dân Nam Bộ. Tại nhà trưng bày, quý vị được tham quan các hiện vật và sẽ hiểu thêm về truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường của các thế hệ ông cha ta đi trước. Em được biết là căn cứ của mình thì được gọi là Việt Bắc của miền Nam và đã diễn ra những sự kiện lịch sử trọng đại. Vậy thì chị Diễm có thể cho em biết được một số cái sự kiện đó cụ thể là như thế nào hả chị? Nơi đây ngày xưa được xem là Việt Bắc của miền Nam thì là nơi mà đã diễn ra rất là nhiều sự kiện lịch sử trọng đại. Thì một trong những sự kiện đó là nơi khu vực của mình là Đài Tiếng Nói Nam Bộ đã phát sóng buổi đầu tiên. Và tuy là chỉ phát sóng vỏn vẹn trong vòng 15 phút thôi, nhưng mà có đầy đủ thành phần như là nhạc hiệu, tin trong nước, xã luận, bình luận và có cả nhạc kịch nữa. Và khi mà căn cứ của mình dời về U Minh Cà Mau thì Đài Tiếng Nói Nam Bộ cũng về theo đó. Và không chỉ là mình phát đi bằng tiếng Việt mà còn có các tiếng khác như là tiếng Quảng Đông, tiếng Pháp, tiếng Khmer để đảm bảo cho người dân trong khu vực của mình đều có thể hiểu được cái tiếng nói chính nghĩa của kháng chiến như thế nào. Thì hiện tại bây giờ Đài Tiếng Nói Nam Bộ của mình được đặt một cái nơi rất là trang trọng ở Bảo tàng Cách mạng Việt Nam ở ngoài Hà Nội. Ngoài những giá trị lớn lao về mặt lịch sử, đây còn là công trình văn hóa nhằm tôn vinh giá trị truyền thống và tri ân các thế hệ đi trước. Trong khuôn viên di tích, ngôi nhà của đồng chí Lê Duẩn được dựng theo mô phỏng nơi ở và nơi làm việc của ông trong thời gian hoạt động cách mạng tại địa phương. Ở trong khu di tích của mình thì có cho phục dựng lại 6 ngôi nhà, thì chỉ có ngôi nhà nơi ở đồng chí Lê Duẩn, tức là ngôi nhà mình đang đứng ở đây, là được xây dựng trên nền đất gốc ngày xưa. Thì trước kia đây là nhà nơi ở của ông Nguyễn Văn Siêu và bà Trần Thị Én. Thì khi mà đồng chí Lê Duẩn về đây thì gia đình của ông bà mới nhường lại ngôi nhà này cho đồng chí Lê Duẩn làm nơi nghỉ ngơi, sinh hoạt và làm việc. Đến khu di tích, chúng ta sẽ được nghe những câu chuyện về căn cứ lòng dân năm xưa, được hòa mình vào thiên nhiên nơi đây, góp phần dâng lên niềm tự hào về một chiến khu huyền thoại với nhiều dấu son lịch sử. Quý vị và các bạn, di tích căn cứ xứ ủy và Ủy ban Hành chính Kháng chiến Nam Bộ từng là căn cứ địa cách mạng và đây cũng là một trong những di tích trọng điểm của tỉnh Long An. Và ngày nay khi mà đến đây thì chúng ta có thể hiểu thêm cũng như là tự hào thêm về những trang sử hào hùng của quê hương ta, đồng thời có thể nhìn ngắm và khám phá được cảnh đẹp của vùng Đồng Tháp 10. Và bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình Long An dấu ấn thời gian xin được phép khép lại. Quý vị và các bạn đừng quên đón theo dõi chương trình vào lúc 8 giờ 55 phút thứ hai hàng tuần và được phát lại vào lúc 8 giờ 55 phút thứ tư trên kênh truyền hình LA34. Xuân Mai xin chào và hẹn gặp lại.